Alo. Dạ. Hello anh em nhé, hôm nay em sẽ ship toa trở lại nhé. Ở đây mới gọi là chút xíu thôi. Đấy, chiều tiếp tục em lại lên toa trả cho anh em nhé. Đấy, nồi niêu xoong chảo rồi đây. Đó, ok rồi đó. Biết sai rồi hả? Đó. Lưu tháng tí em lên toa cho anh trai luôn nha. Đây, có nhiều anh em mua cái đồng hồ đó áp bơm kiểu này. Đó, dùng nó dễ này. Xé luôn đây, về anh em khỏi xé nha. Rồi, cái này có mấy trăm ngàn là anh em, cái này đo áp bơm xăng. Cái này thì chúng ta không cần phải biết là áp bơm này phải nhớ thông số, thì anh em cứ nhìn thấy màu vàng là chúng ta phải thay, màu đỏ thì chúng ta cũng phải thay, chúng ta nhìn thấy ở trạng thái màu xanh. À, đấy, xanh lá, xanh đậm. Đó, Honda cho phép chúng ta 2 tỷ số. Yamaha Piaggio 2,5 ký. Thấy chưa? Cho phép. Đó, chúng ta nhìn thấy cái vạch ở cái màu. Đấy thì chúng ta không cần phải nhớ rằng motor bơm này nó phải đạt được bao nhiêu ký. Thì ở đây cho chúng ta thông số nhá. Đó, đầy đủ. Cái giá này có mấy trăm nghìn. Full Pro là 1,2 triệu, còn cái này có mấy trăm. Cảm ơn tất cả những tấm lòng anh em thợ máy. Đó. Rồi FOB hiện tại loại hai nút nhấn, chúng ta có thể lắp cho Ablack, Clip Valeo, Vision, Lead, giá cực rẻ. Rồi, giá cực rẻ, 420k một remote. Rồi anh trai này ủng hộ 3 móc. Về anh em có thể lắp vào cho khách hàng 750k một phát hai ngày. Đấy, cảm ơn tất cả từ đó lòng anh em. Rồi anh trai này ủng hộ. Ủng hộ một đồng hồ đo áp bơm xăng giá có vài trăm nghìn, ủng hộ thêm 3 remote. Cảm ơn anh em chia sẻ. Đó. Rồi 18 này mình sẽ lấy xe về và sẽ có nhiều phần quà hấp dẫn tri ân mọi người.
vào ngày 18 tháng 11 tới đây. Ở tất cả online thì anh em chuẩn bị tinh thần. Chúng ta bỏ xíu tiền để chúng ta lại được học và ôn luyện. Để rồi mang lại sự thành công cho cửa hàng chúng ta. Một ngày một tốt hơn và hoàn hảo hơn về đôi tay. Đơn giản, không có gì khác. Đơn giản, đúng không ạ? Cái gì phê thì phải trực tiếp. Online thì nó chỉ là mang tính chất cho anh em phải quen tay. Đơn giản, anh em tới đây học trực tiếp. Ba anh em, thứ nhất chúng ta thay đổi mã SMID khi hộp SU chết, mà đôi khi chúng ta cứ nhập tới nhập lui, nhập hoài nhập mãi, nhập đi nhập lại vẫn chưa thành công, bởi vì những thao tác của chúng ta nó đang bị sai. Đó. Giống đơn giản, anh em đang thực hành con vi sờn buổi sáng đây ở trạng thái chết hộp. Và đồng thời chúng ta đã cung cấp cho một hộp mới. Và chúng ta đã thay đổi cái mã SMID vào hộp SU này. Nhưng đôi khi chúng ta làm tới 10 lần không thành công. Bởi vì tất cả là những ngón tay, những cái cách cử chỉ chúng ta nhìn, chúng ta sử dụng bấm cái remote này. À, bấm, chúng ta làm nghề này đơn giản, chúng ta đánh một cái điệu nhạc trên nốt nhạc. Chúng ta phải gảy nhạc như thế nào? À, thì anh em phải là nhịp tay. Đôi khi anh em lại bấm cái hình hài, hình chìa khóa này cứ nhấn như này quá nhanh. À, nhanh thì lúc này chúng ta bấm nhanh như vậy thì lúc này tất cả nó bằng hệ thống điện tử, vi mạch điện tử. Thì lúc này anh em làm quá nhanh thì có nghĩa là nó không theo kịp anh em. Thì chúng ta làm cái gì cũng vậy, nó phải có từng nhịp như thế này. Đó, ok. Hoặc chúng ta chuyển từ đèn xanh qua đỏ, dí như thế này. Rồi máy lại bảo chúng ta chuyển đỏ qua xanh. Thì chúng ta phải làm như thế này, chúng ta cứ làm như thế này. Đôi khi không biết cả là cái đèn này nó xanh hay đỏ, bởi vì chúng ta thao tác quá nhanh nên nó sẽ bị luống cuống ở đôi tay. Nên thì Tuấn bảo anh em tất cả rồi, thành công hay không, 50% còn lại do đôi tay và cặp mắt. Tay nghề hiểu biết nó chỉ là 50%. 50% còn lại giá trị của con người chúng ta là tứ chi, chúng ta phải hoạt động và đồng thời phải là đôi tay. Đồng thời sẽ là cặp mắt để chúng ta nhìn thấy. Đơn giản ở đây, tại sao những sợi dây này nó bị tét? Bởi vì anh em chọt đâm quá nhiều. Thì bây giờ nó sẽ xảy ra lỗi thì chúng ta phải kiểm tra. Dạ, cứ 1 cho tới 6, 7 cho tới 12. Cứ như vậy chúng ta view. À, như thế này mới có ban bận. Ở ngoài xã hội và ở ngoài đời luôn luôn gặp ban bận như vậy. Ở trạng thái cái rắc này nó bị lỏng. Đó. Thì anh em chúng ta phải lưu ý. Rồi, ngày hôm qua mình đã bán cặp bàn nâng tương đương sẽ là 15 triệu. Đó, mình tối qua đã lót hết rồi. Để bắt đầu mình đánh ô tô vào đây vào buổi tối. Đó, nền còn chưa khô cho lắm. Đấy, ok, ô tô thì nó sẽ chạy vào đầu tới đây. Mình hy sinh hai bàn nâng mình bán luôn. Sau tương lai mình dẹp cái cửa hàng này đi. Khi mình đã xây nhà thành công thì lúc này cửa hàng này mình tiếp tục mình vẫn thuê được. Mình sẽ làm cái trung tâm lớn. À, mình phải di dời hết cái dàn xe này đi. Mình sẽ làm cái trung tâm ở đây. Nói chung nó phải là mang thương hiệu hàng đầu ở thị xã An Nhơn. Thì cái đó mình chưa nói trước được. Mình phải xây nhà xong, mình di dời tất cả cái xe của mình đi. Mình chỉ để đây khoảng 3-4 cái xe để mình làm mồi nhử câu cá thôi. Đó, còn tất cả mình phải dời không gian, cái cửa hàng này nó được đẹp. Để cho anh em thợ tiếp tục phục vụ khách hàng. Đấy, còn cái chỗ để anh em Tuấn dạy anh em và livestream nó sẽ là số khác. Rồi anh trai này, cảm ơn anh trai này ủng hộ 7 bộ nồi, 5 chai nước rửa. Đó. Rồi và tiếp tục anh trai này ủng hộ 5 con rờ le đề và sạc ở trạng thái. Lúc này rờ le đang ở trạng thái mất sạc khá là nhiều. Đó, mất sạc. Bởi vì trong quá trình hoạt động của rờ le 5 chân sinh ra ở trạng thái khi chúng ta phóng điện thì lúc này sẽ là tia lửa điện sẽ tẹt ở mặt vít. Thì trong quá trình tẹt lâu thì lúc này mặt vít sẽ bị ten và đồng thời bị mo ve. Thì lúc này một cái lượng điện khi chúng ta đã nổ máy lên sạc ở trạng thái căng đét ở chân này à, thì lúc này nó sẽ đi về cọc bình. Thì lúc này sẽ là gì? Nó bị gọi là từ sụt áp.
Có nghĩa là một cái đoạn đường chúng ta chạy từ đoạn đầu cho tới đoạn cuối, nó phải là thẳng tắp. Thì lúc này anh em đang có một vật cản ở giữa thì chúng ta phải hạn chế tốc độ. Thì đơn giản nó như một cái nguồn điện chúng ta chạy và lắp đặt thì chúng ta phải lưu ý. Cảm ơn. Rồi anh trai này ủng hộ 5 remote về nhà lắp chung cho tất cả clip Avalax Vision Valeo với giá cực rẻ, hai nút nhấn dùng chung, giá 420k một cái, bảo đảm hàng chất lượng. Rồi anh trai này ủng hộ bộ gia lập xinh xinh với giá 1 triệu, 1,4 triệu giảm giá còn 1,3 triệu. Ok, cảm ơn anh trai. Về nhà chúng ta kiểm tra tất cả giá trị điện áp CKP, giá trị điện áp từ IC cấp xuống cột điện bao pha, kiểm tra tín hiệu xung VS, kiểm tra APS, vân vân, CKP, sống chết, rất nhiều rác và có hàng chữ luôn luôn ở đây. Rồi trên tay anh trai đã có bộ này thì chúng ta không sợ gì về FI, chất bất kỳ một cái lỗi nào trên xe thì chúng ta sẽ giả lập được thành công trên bộ bolin 3 nút nhấn. Khi quý vị và anh em nhận được hàng thì luôn luôn cần video thì inbox Điện Tuấn sẽ gửi đường link. Chúng ta chỉ cần truy cập vào đường link ở trên YouTube, ở trên YouTube thì anh em sẽ làm theo 3 bolin như thế này. Rồi, tùy theo góc độ cho anh em lựa chọn bộ này nó cao hơn 300.000. Dạ. Rồi, anh trai này lại ủng hộ bộ này. Mỗi người có một giấc mơ, những anh em nào trẻ nên sử dụng bộ này. Bởi vì chúng ta mắt tinh thì sử dụng bộ này. Thay vì mua bộ này, chúng ta mua bộ này chúng ta lại được hai thứ. Còn những anh em nào lớn tuổi, mắt lớn, già nua, mắt chậm chạp thì chúng ta nên sử dụng bộ này. Bóng đèn nó lớn. Rồi, và kẹp theo cái này. Rồi, anh trai này ủng hộ 3 chai nước rửa ở lốc bên trong thay vì cho chúng ta rửa xăng. Rửa xăng. Đó. Rồi, anh trai này rửa bên ngoài. Thứ nhất, chúng ta rửa bên ngoài, chúng ta không nên lấy nước, chúng ta xịt qua. Chúng ta xịt trực tiếp vào lốc và chúng ta lấy vòi, rửa xe, xịt. Xịt. Đó thì tất cả anh em nào cần cái gì thì cứ quan tâm và đồng thời ủng hộ sản phẩm của Đình Tuấn. Tất cả không biết sử dụng thì vui lòng truy cập vào cái Zalo 0909 7 5593 để gửi tất cả cái link để cho anh em biết đường chúng ta sửa chữa. Rồi, xin chào anh trai, anh Đạt nhận được nồi chưa? Tay ga Quách Cường, tí nữa anh sẽ trả lời cho em qua Facebook hoặc là Messenger. Yếu tố thành công và thất bại không 50% ở đôi tay. Làm con xe không phải là làm như vậy là thành công. Nó tựa vào rất nhiều yếu tố, doanh hở, đúng không ạ? Vân vân trên con xe. Xin ra cắm mắt là chúng ta phải nhìn đúng mục tiêu. Xin đôi tay chúng ta phải làm đúng mục đích. Sờ đúng mục đích. Mắt nhìn, tay là phải có cảm nhận. Thì cuộc đời này anh em không sợ bất kỳ cái gì cả. Sợ nhất ở cuộc đời này là chúng ta kiếm được đồng tiền, khó. Đồng tiền ở cuộc đời này khó kiếm như vậy, anh em còn kiếm được. Bản thân đồng tiền người ta để ở trong mông người ta, ở trong bóp người ta, anh em còn lấy được. Còn tất cả những vấn đề này chẳng có cái gì là khó. Nhưng anh em chúng ta quên đi một điều, chúng ta bị sơ ý. Sơ ý thì cuộc đời này không cho phép. Không sơ cho phép chúng ta bất cẩn hoặc là sơ ý. Nha. Đó. Đây. Tiền này chúng ta lấy ở khách hàng nó rất khó mà chúng ta còn lấy được. Đó. Và chúng ta đầu tiên chúng ta kiếm đồng tiền gì? Đồng tiền này. Và cố gắng làm sao để kiếm được đồng tiền màu xanh. Khó rồi. Và lúc này chúng ta lại lên một tầng cao mới, kiếm tờ tiền màu đỏ đỏ. Rồi. Xong cố gắng ở cuộc đời này phải làm sao để được châu xanh, polymer xanh, mệnh giá được kèm theo cho quý vị là 5 số 0 ở đằng sau. Và con số lớn nhất là con số 5. Thì anh em còn làm được. Nhưng chúng ta đầu tiên phải bắt nguồn kiếm đồng tiền này.
kiếm được đồng tiền này rồi thì từ từ chúng ta mới gọi là thăng cấp và luôn luôn phải lên từng bậc. Còn cuộc đời này chúng ta cứ đi kiếm những tiền này thì bao giờ cuộc đời này mới giàu. Rồi mãi ngoi lên lại đi kiếm tiền này thì lâu giàu lắm. À, hãy cố gắng cứ săn và đỏ và săn. Cứ 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 như kiểu anh em mình chơi trốn tìm. Alo. À. Nhắn tin cho em đi, đừng gọi tốn tiền, nhắn tin đi, em đang like, nhắn tin đi em gửi luôn. Dạ. Đấy, ok. Đấy, rất mỏng, nhưng thật sự nó có trị giá rất cao rồi cột lại. Dạ, để cho nó đầm cái túi quần. À, nó không bay. Nó là cái cách để chúng ta dùng tiền. Và tiền không bao giờ phải xếp thứ tự. À, đồng tiền chúng ta nên xài xếp tất cả để nó lẫn lộn. Để làm gì? Để nó mang lại cho chúng ta chi tiêu hàng ngày hay mua phụ tùng để chúng ta phải cần nhảy số. Và đôi mắt phải luôn luôn quan sát nó là tờ 500 hay 20. Còn nếu chúng ta đưa tờ 20 mà chúng ta lại đưa nhầm tờ 500 thì chúng ta chưa nhảy số nhanh. Nên tại sao thì Tuấn xài tiền sẽ không bao giờ gọi là xếp thứ tự. Không bao giờ xếp thứ tự. Đó là những anh em nào học trực tiếp tại cửa hàng thấy mình rút tiền ra và tiền vào chi tiêu hàng ngày thì anh em sẽ biết số tiền mình sẽ không bao giờ mình xếp thứ tự. Ok. Trừ khi bây giờ làm cái gì trên một số tiền lớn. Cần hàng loạt số tiền 20, số tiền 100, 200, 500. Đó. Còn chi tiêu hàng ngày nó luôn luôn chỉ là một sợi dây thun. Đứt rồi lại mua dây thun khác. Và đồng thời cứ túm lại như thế này. Ok, và cắt cầm tiền nó như thế này luôn. Chắn bị giật. Đó, anh em không? Đây. Nó là cắt, mỗi người có một cái sở thích cầm tiền nó riêng. Cầm như này thì sao giật được. Đó, như thế này giật ngay. Đó, như thế này. Ok. Mục tiêu. À. Được chưa quý vị? Ừ. Đó là hy vọng rằng mình chia sẻ cái clip nhỏ nhoi cho mang lại cho nhiều anh em. Cảm ơn mọi người luôn đồng hành và ủng hộ. Đó, còn sân chơi thì nó phải là thực tiếp như thế này. Nhưng đôi khi chúng ta sẽ đọc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, OCK. Nhưng thật sự khi mà chúng ta thao tác cầm chân này nó lại là sai. Yeah. Được chưa? Đó. Rồi, hai cậu xe đã mở tour thành công. Chiều nay gửi đi Đắk Nông. Tí hàn lại. SU anh em thấy không? Nó như kiểu một dạ này vứt ta lả đúng không? Làm ăn phải có đầu tư. Ừ. Anh chào thầy Lâm. Anh chào thầy Lâm. Thầy Lâm bữa nay gọi thầy Tuấn bằng thầy Lộc. Bởi vì xuất thân mình làm hồ mà, bố mẹ làm thợ hồ mà. Ừ, mới cái này có cái gì đâu mà không lót được, đúng không? À, trên đời này chẳng có cái gì cái làm được cả, không làm được cả. Cái khó nhất là mình kiếm được đồng tiền không được nhiều thôi. Còn người ta làm được, mình phải làm được. Đó là cái quy luật. Người ta làm được nhiều, người ta quen, người ta kiếm tiền nhiều. Mình chưa kiếm được tiền nhiều, mình chưa quen thì mình phải học. Cuộc sống này nó luôn luôn là thế. Rồi, anh em cần sản phẩm, cần nồi niêu xoong chảo bẻ độ đủ các kiểu, cần phụ tùng, cần máy chẩn đoán, anh em cần cái gì thì anh em cứ comment cho mình. Comment.
Rồi, buổi livestream buổi trưa nay xin phép tạm dừng. Mình xin phép được nghỉ trưa và về ăn cơm chút xíu. Chúc tất cả toàn thể anh em thợ máy buổi trưa có bữa cơm ngon miệng, hạnh phúc. Chiều chúng ta lại lượm được nhiều tờ polymer mệnh giá 500k. Em cần ăn. Mày trả ăn lương 10 triệu, tao bay ra Hà Nội làm hợp đồng trong vòng 1 năm. 1 năm sẽ tương đương là 120 tỏi, 120 củ. Mẹ đừng bao giờ cho ăn bơm hơi vá lốp là được. Cứ cho ăn làm nồi với lắp máy xe ga là ok hết. Ăn bao các chú nha. Mày đừng bắt ăn rửa xe là được. Mày cứ cho ăn làm nồi, làm động cơ, làm FI ok nha. Chứ mấy câu mà em lại nghĩ bảo mẹ nó tôi thuê ăn về nhà tôi bảo ăn rửa xe thì ăn lại bảo không rửa. Tôi bảo ăn bơm hơi vá lốp thì ăn không bơm. Bởi vì trong hợp đồng chúng ta luôn luôn có thỏa thuận nha. Trong hợp đồng chúng ta chỉ làm được cái gì? Tất cả cuộc đời này cần có hợp đồng và văn bản, gọi là từ giấy trứng, giấy trắng mà mực đen thì luôn luôn sẽ không cãi cọ được. Trong hợp đồng tôi chỉ có làm như vậy và anh đồng ý anh thuê tôi, và hai bên phải là từ vui vẻ đấy, gọi là từ vui vẻ với nhau đấy. Tôi ra điều kiện anh đồng ý thì anh thuê tôi đấy. Ê, làm gì đấy cung? Để tí lóc mới đổi chứ. Đó là trong cuộc sống chúng ta phải luôn luôn sẵn phẳng phát đầu tiên khi để bài. Cứ đầu tiên mà chúng ta ngon ngọt với nhau, chúng ta nít bợ nhau, để lúc này chúng ta mới gặp nhau, chúng ta mới làm cho nhau, chúng ta mới cấu nghiến cho nhau, thì lúc này nó xảy ra cái tình trạng không hay. Là tình trạng lúc này chúng ta bị xích mích, bị nít nẻ tình cảm anh em. Bởi vì tôi bỏ đồng tiền ra thuê ông, nhưng ông không đáp ứng cho tôi làm cái ABC bờ cờ. Đấy. Nên tất cả ở cuộc đời này, phát đầu tiên gặp nhau chúng ta phải là rõ ràng. Không nịnh bợ, không lừa đảo, không ngon ngọt nhau. Bởi vì những phát đầu tiên ngon ngọt là đó là những cái điều mật ngọt thì chết ruồi. Cứ thẳng thỉnh mà chơi trong cái lĩnh vực làm ăn. Đấy. Hay làm bất kỳ cái gì cũng vậy. Không lạm dụng, không lợi dụng nhau, không lấy để đồng tiền đè nhau, là cuộc sống này mới gọi mang lại cái cuộc đời chúng ta đi xa và mang lại nhiều cái hạnh phúc trong cuộc đời này. Rồi, thân ái chào tạm biệt mọi người.